Dạ em Hoa Lan Thanh Mai xin mến chào tất cả quý cô chú bác anh chị em yêu lan trên toàn quốc ạ. Phiên buổi tối hôm nay tiếp tục lên chia sẻ với các bác là đai châu rừng các nhá, đang nụ hoa rất là thơm. Sơn thủy tiên đang nụ các nhá, sơn thủy tiên hoa Tết. Đấy, sơn thủy tiên các nhá, bác nào chưa có dòng này thì phải nhanh tay sưu tầm nha, vì cái hoa của nó rất là đẹp. Đây mà hương thơm của nó nữa, coi như cái dòng đấy rất là đẹp. Cái châu rừng này các bác ạ, thơm hơn châu Thái rất là nhiều luôn các bác ạ. Nó thơm hơn châu Thái rất nhiều. Đây là một bông châu Thái này. À, đây là bông châu rừng các nhá. Bông châu rừng các bác nhìn kỹ, nó rất đậm, rất đẹp. Từ khuôn cánh trở đi. Đẹp lắm các bác ạ. Mà nó thơm lắm các bác nhá. Thơm rất là nhiều các bác ạ. À, bên em có trà ngon Thái Nguyên. Trà sạch các bác nhá. Trà sạch nhà làm ngon lắm. Bác nào mà chưa được thưởng thức trà bên em thì các bác qua cái like này các bác ủng hộ em một gói nhỏ thôi cũng được. Coi như là một sự trải nghiệm rất là tuyệt vời. Rất là ngon các bác ạ. Trà sạch nhà làm các bác nhà, chuẩn đất trà Tân Cương các bác nhà, tuyệt vời lắm. Thì sẽ có mức giá từ 250k 1kg trà móc câu bình dân các bác nhá, 350 cho đến thượng hạng các bác nhá. Thượng hạng là nó đôi triệu các bác nhá. Rồi từ mức giá tiếp theo thì các bác cứ bảo lấy cho anh cân trà 400 hay 500 gì là ngon các bác nhá. Cứ mức dừng ở mức đoạn nào thì em lấy cho các bác cái khúc đoạn đó các bác nhá, tuyệt vời lắm. Các bác có thể lấy một gói 100g dùng thử trước nhá. Đấy. 250k một cân, 350k một cân trở lên các nhá. Các bác mua hàng gọi trực tiếp vào số 0372094157. Địa chỉ bán hàng bên em là Bắc Giang, ship hàng toàn quốc và ship nhanh. Cô chú anh chị yên tâm khi đặt hàng nhá. Đây đây là cái châu rừng các bác nhá. Hoa của nó xuất sắc luôn các bác ạ. Các bác ngắm cái mặt hoa gần này. Nó đẹp lắm. Rồi em sẽ lên sơn thủy tiên cho các bác nha, thanh lý. Bông nó rất là dày, nó thơm lắm các bác nhá. Lên luôn chậu này đi, bác nào lấy chậu này về ngắm hoa từ giờ đến Tết luôn này. Đằng sau còn 3 cái nụ các nhá, đằng sau còn 3 cái nụ. Đó. Ờ đây ạ. Đấy, 3 cái nụ, cả cái bông này là 4 bông các bác nhá. Chậu này em bán vui cho các bác này, đẹp cực kỳ luôn này. Mặt hoa cực đỉnh luôn các bác, đẹp lắm. Chậu này em chia sẻ với các bác là ở 2 cây các bác nhá, chậu 2 cây. 2 cây to vật vã luôn. Đấy, chậu 2 cây to vật vã. Chia sẻ với các bác 500k thôi. 500k chậu này các bác nhá, cực kỳ yêu thương ạ. Các bác lên giúp em là mã số châu 10. Châu 10 là 500 ạ. Châu 10 là 500 giúp em các bác nhá. Đó. À, sơn thủy tiên đây các bác nhá, sơn thủy tiên đây. À, sơn thủy tiên nhà em đây ạ. Hoa của nó đây, nụ đây đang đi này. Cũng được nụ là nụ chia sẻ với các bác nụ này. Đấy, đến tầm Tết các bác nhá. Chậu này cũng 4 nụ này, đó. Đó. Thì các bác lấy một cặp combo các nhá. Combo một cặp như thế này. Em chia sẻ với các bác là 300k. Đây nụ các bác này. Nụ đấy, nụ đây này. Đó, combo một cặp em chia sẻ với các bác là 300k. Đây các bác nha, combo một cặp em chia sẻ với các bác là 300k. Đó, đây. Đẹp lắm các bác về làm chậu to nhá. Combo một cặp là 300. Về mình làm chậu to. Một cặp như thế này thì các bác bèo bèo cũng được vào hai chậu thì nó cũng phải 3-4 cái nụ nhá. 3-4 cái nụ là đẹp rồi. Các bác ạ. Được vào 3-4 cái nụ đấy. Đây các bác nha. Đó. Ở 300k một cặp thôi. Đấy là sơn thủy tiên các bác nha. Hòa Tết luôn. Em lên cho các bác một chậu châu rừng đẹp. To. Các bác sưu tầm nhá. Đó. Chậu này. 2 cây. Nhưng mà 1 cây không được đều nhá. Cây to. Cây này. Cây trước 4 nụ các nha, cây trước 4 nụ. Ôi, châu rừng các bác nha, hoa thơm lắm các bác ạ. Đẹp lắm mà cái dòng hoa này không bao giờ lỗi mốt, cực đẹp luôn. Các bác nhớ càng nhìn càng đẹp. Đây ạ, cây này. Chậu châu rừng số 11 các bác nhá, đằng sau được 2 nụ. Đằng sau cây bé hơn được 2 nụ. Chậu châu rừng số 11 này chia sẻ với các bác là đây ạ, chậu to nhá. Em chia sẻ giá rất là yêu thương thôi. Đây các bác nha, cực đẹp, rất là yêu thương. 550k, chậu châu rừng số 2. To khủng, 550k các bác nhá. Xuất sắc luôn ạ. Tiếp tục em lên cho các bác chậu châu rừng số 3. Ôi, đẹp không các bác này. Châu rừng số 3 các bác nhá, đằng trước 2 nụ. Đằng trước 2 nụ. Đó, nụ này chuẩn Tết các bác nhá, đằng sau cũng 2 nụ. Nụ này chuẩn Tết cô chú bác anh chị nhá. Đó. Chậu số 3 này em chia sẻ với các bác là chậu số 3
Em chia sẻ với các bác là 370k. 370k chậu số 3 các nhá. Chậu số 3 là 370k. Đẹp lắm các bác. Tiếp tục em lên chậu số 4. Chậu số 4 các nhá. Đây ạ. Đằng cây này, bộ cây đằng sau 4 nụ các này, cây đằng sau 4 nụ. Ui, đẹp không? Cây đằng sau 2 nụ các này. Đấy, chậu số 4 các nhá. Ồ đẹp. Chậu số 4 này em chia sẻ với các bác là 600. Số 4 là 600 các nhá. Ấy châu rừng hoa chuẩn Tết luôn. Nhà các bác nhá. Chuẩn Tết cho các bác chọn luôn đấy. Lên cho các bác chậu phi điệp này. Chậu phi điệp này, phi điệp rừng các bác nhá. 250k. Nó đang rụng lá để cho hoa các nhá. Chậu phi điệp rừng 250k. Đó. Chậu châu mã số 15. Chậu châu mã số 15 giúp em các nhá. Đằng trước được một nụ. Đằng trước được 4 nụ. Đằng trước được 4 nụ các nhá. Đằng sau được 2 nụ, tổng 6 nụ. Đằng trước 4 nụ, cây to các bác thấy không? Nó to gấp đôi người em. To gấp đôi người em nhá, bản lá xếp ngang, bông rất là dài. Đằng sau được 2 nụ các bác này. Đó. Chậu châu rừng số 15 này. Em chia sẻ với các bác là trời ơi quá, quá phê chậu này năm ngoái có nhỉ, chắc nó phải trên triệu. Chậu này số 15 em chia sẻ với các bác là 550k luôn. 550k luôn các nhá. Đấy. Ôi giời ơi cái giá của nó thôi rồi. Giật mình luôn. Em lên chậu châu rừng số 16 các nhá. Chậu này 3 thân các nhá, 3 thân. 4 nụ các nhá, 3 thân 4 nụ số 16. Đó, đẹp không? Chậu này 3 thân đẹp không? Số 16 này cô chú bác chị lên giúp em là 750k. 750k số 16 nhá. Đó. Cô chú bác chị vào mua hàng ủng hộ Hoa Lan Thanh Mai theo số điện thoại là 0372 094 157. Xin cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại nha.